Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến nha. À, đưa qua đây một chút. Đó, vậy đi cho dễ. Hôm nay là ngày thứ 7. Hôm nay là ngày thứ 7 rồi các bạn, ngày 6 tây tháng 5 năm 2023. Cũng như là đầu tiên em mời quý vị khán giả uống miếng cà phê nha. Cà phê này em uống từ sáng giờ rồi các bạn. Đi từ sáng giờ, bây giờ em phải đi nữa. Ngon quá. Vậy đây. Thì hôm nay là ngày thứ 7 rồi các bạn. Hôm qua đó thì em có làm một cái video về cái khúc động, nói là có một người nào đó đã nhắn tin hăm dọa trên mạng, nói rằng là sẽ xả súng trong những cái trường khu học của quận Orange County, quận Cam đó các bạn. Thì không biết cái trường nào sẽ là nạn nhân. Rồi tất cả trường cũng đều được cảnh báo đó các bạn. Đều cảnh báo đó, ai cũng biết hết. Thì hôm qua em cũng có đi vòng vòng coi có tăng cường cảnh sát gì không. Thì thật sự ra thì em thấy có vài trường cảnh sát đi qua lỡ thôi, chứ không phải là trường nào cũng có tăng cường. Đó. Thì nói chung là mình coi nó tình hình như thế nào mình cũng quan tâm mà các bạn. Rồi các bạn biết gì không, cái vụ hôm qua đó là có người đăng lên trên mạng đó, tí ai chưa biết thì đăng trên mạng đó, nói rằng đó là họ sẽ xả súng, rồi tùm lum chuyện đó các bạn, cho nên ai cũng quan tâm, trong đó có em. Thì em hoảng hốt, nghe được cái tin đó thì ai cũng hoảng hốt hết các bạn, mình lo cho con mình mà, đúng không? Khi mà nghe cái tin đó xong hoảng hốt rồi, cũng may là con bé nó, hai đứa ở nhà nó cũng bị sổ mũi, nó cũng bị dị ứng đó các bạn, cho nên thôi cho nghỉ luôn. Thì cái tình hình hôm qua là từ khu học Westminster rồi khu Fountain Valley rồi tùm lum hết, ai cũng quan tâm về cái sự đó. Rồi cuối cùng đã, các bạn biết gì không, kết quả đã bắt được cái người mà đăng cái tin đó lên các bạn. Hay chưa, lợi hại không các bạn? Ở Mỹ này đó, cái gì mà thí dụ như chiếc xe mình bị bể kính xe, bị ăn cắp xe hay là cái gì đó, nó làm lâu lắm. Nhiều khi bể kính xe nó không quan tâm tới, nó tới nó ghi report cho mình mất cái gì để mình claim bảo hiểm. Thì còn cái người mà đập đó chưa chắc gì nó bắt được các bạn, nó không bắt. Khi nào thằng đó nó xui lắm, nó làm nhiều vụ quá, nó bị bắt tại trận thì nó bắt, chứ mà nó tìm tới mà nó bắt tại cửa hay này nó không bắt. Đó, chẳng hạn như hàng xóm của em lúc trước bị đập kính xe, bị lấy đồ trong xe, rồi tới giờ cũng đâu có nghe tin là bị bắt gì đâu các bạn, không nghe gì hết á. Mà trong khi đó có camera rồi quay rõ ràng hết rồi nhưng mà cũng không bắt. À, nhưng mà cái vụ ngày hôm qua là một trong những cái vụ mà phải nói là nó rất là lớn, lớn lắm các bạn. Cho nên cái người mà phao cái tin rằng nó là hăm dọa đó các bạn đã bị bắt vào bữa chiều. Thì cái người này các bạn biết ở đâu hay không, bất ngờ lắm các bạn. Cái người này đó là ở bên Florida, ở tiểu bang Florida, đăng lên cái tin đó, đăng lên cái tin đó và đã bị bắt. Và đã bị bắt đó các bạn. Thì các bạn thấy Mỹ hay chưa? Nước Mỹ có 50 tiểu bang nha. Và trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi bắt được người đó. Kinh khủng chưa? Hay cái chỗ đó đó các bạn. Mỹ em phục chỗ đó. Cái gì mà liên quan tới mà mạng sống con người hay là khủng bố hay gì đó, nó bắt nhanh lắm, bắt nhanh lắm. Thì cái người này đây đó là high school student, tức là họ đang học cái lớp 12, học chơi lớp trung học đó bạn, từ lớp 9 tới lớp 12 gọi là high school. Thì người đây là khoảng học lớp, chắc cỡ lên lớp 12. Người này là khoảng đâu 18 tuổi thôi các bạn, năm nay chắc là ra trường đó. Và đặc biệt nhất nữa, các bạn biết gì không, người này là con gái nữa. Con gái. Trời đất ơi, các bạn thấy ghê chưa? Cái vụ xả súng kia rồi đó, mà một người mà cầm cái súng trường AR-15 đó, đi vô trong mấy cái trường học mà xả súng cho những 3-4 người cô giáo bị chết đó các bạn. Người đó cũng là con gái, mà cái người đó hình như là 28-29 tuổi rồi. Người đó cũng là con gái. Thì cái người đó đó, trước khi mà đi vào xả súng á, thì họ cũng đăng nhắn tin trên cho cái người bạn của họ, người bạn đó, và hình như cũng đăng lên trên mạng hay gì đó, nói rằng tôi sẽ nổi tiếng trong vòng vài tiếng nữa. Làm gì vô xả súng trường học. Chết. Cái người đó đã bị cảnh sát bắn chết các bạn. Trong vòng 15 phút à, cảnh sát đột nhập vô bắn chết. Đó, các bạn thấy chưa? Cho nên cái gì cũng vậy, ở Mỹ này á,
có nhiều người cái tâm lý của họ không biết như thế nào, căng thẳng đầu óc hay là gì, cha mẹ này nọ hay gì đó thì không có rõ, nhưng mà có tâm lý kinh khủng quá, dám cầm một cây súng trường mà vô trong xả súng, kinh khủng quá. Cái gì cũng vậy, khi mà ai đăng trên mạng những cái gì mà hâm dọa hay đe dọa gì đó các bạn, sẽ bị ở tù ngay lập tức. Còn mấy cái chuyện mà vu khống nói người này là ăn chặn tiền từ thiện, là nói người này là trong này trong nọ người này nữa, mấy chuyện đó nó không bắt. Khi nào có ai kiện thì mới đưa ra tòa thôi chứ không bắt các bạn. Thì các bạn thấy đó, hiện tại bây giờ cái mạng xã hội người ta vu khống người này, vu khống người nọ rất là nhiều, kể cả những người mà ở bên Việt Nam nữa các bạn. Rồi đó, buồn quá, cái này nó hơi bị hơi mệt. Ráng chút nữa lên đón chị Kim. Chị Kim Family Cuộc Sống gì đó các bạn, ở bên Utah đó, thì giảm chạy lên phi trường đón chị, gia đình của chị. Thì ráng là chạy lên đón, xong rồi chạy về đây kiếm gì ăn. Đói quá rồi các bạn, đói bụng rủng rồi đó. Thì các bạn cũng biết đó, là trên mạng họ vu khống biết bao nhiêu vụ mà nói, đúng không? Nhiều lắm, nhiều trường hợp vu khống xảy ra lắm. Nào chẳng hạn như cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng, bà vu khống cái những cái người mà Đàm Vĩnh Hưng, vu khống Trấn Thành, vu khống người này người nọ, cuối cùng bà cũng bị 331 đó các bạn, thấy không? Rồi mới đây ngày hôm qua đã thông báo là tạm giam thêm, lúc đầu á, trước khi cái tạm giam 2 tháng á, là tạm giam xin tạm giam thêm 10 ngày tới ngày 5 tháng 5, thì bây giờ và xin bị tạm giam thêm 2 tháng nữa để mà lên lịch xét xử đó các bạn. Các bạn thấy không? Tại vì bả vu khống người ta không có chứng cứ, cho nên phải bị chịu vu khống, bị chịu tội. Còn cái vụ mà trường học xả súng ngày hôm qua đó, nhanh lắm, mấy tiếng đồng hồ là nó bắt được, bắt liền ngay tại chỗ. Ở Mỹ nó hay chỗ đó đó các bạn. Cái vụ mà cách đây mười mấy hai chục năm về trước, cái vụ mà bom nổ ở Boston đó các bạn nhớ không? Đi chơi thể thao gì đó, có ông kia ông chế cái bom ở trong cái nồi cơm điện, cái nồi áp suất á, cái nổ. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ bắt được người đó liền. Camera bây giờ nó lưu trình lại, nó lưu những cái hành trình lại, là nó sò xét cái là ra coi người nào mà ấy liền các bạn. Hay lắm, rất là hay. Cho nên còn ở bên Việt Nam thì cái vụ mà Diễm My á, vu khống, lên tiếng vu khống cầu cứu hay gì đó, tới bây giờ mấy năm rồi, năm 2021, bây giờ tới tháng 5 2023, tức là 2 năm rồi không tìm ra Diễm My ở đâu hết, thấy không? Còn ở Mỹ người ta làm cái bụp mấy tiếng đồng hồ. Mà nước Mỹ đó không phải nhỏ như nước Việt Nam đâu các bạn, nước Mỹ bự hơn nước Việt Nam rất là nhiều lần, nhưng mà họ tìm một cái bụp bắt liền ngay tại chỗ, bắt liền, thấy không? Kinh khủng dễ sợ. Rồi có những cái vụ mà người ta định chế những cái con troll mà cho bay làm nổ các bạn, bắt ngay lập tức. Này ở Mỹ nó hay lắm, nó hay kinh khủng luôn, kinh khủng lắm. Rồi trở lại cái chuyện mà trường học á, thì bây giờ cũng đã yên tâm rồi, mọi người đã yên tâm rồi. Thì cái người đó cũng đã bị bắt, mới có 18 tuổi thôi rồi các bạn, đã bị bắt rồi, thấy không? Mà là con gái nữa, lợi hại quá. Bây giờ con gái nữ kiệt toàn là khủng khủng bố, kinh khủng không rồi các bạn. Rồi một xe nay là đầu tháng chưa, gần giữa tháng bị phạt. Cái anh xe mô tô này đó, hồi sáng là đậu bên đây là canh chừng dữ lắm các bạn. Đó, cho người bị phạt đó, mô tô đó, canh kinh khủng lắm. Đói bụng quá, uống miếng nước cho thấm vô cái nha các bạn. Giờ mình trở lại cái chuyện mà bốn của cô tiếp viên, bốn cô tiếp viên mà đem 11 kg ma túy về đó các bạn, cũng là trên cái hãng
Vietnam Airlines, đúng không? Thì bây giờ có thêm một cái thông tin nữa, mà là cái này không phải là đem ma túy về mà là chơi ma túy. Một anh phi công của hãng Vietnam Airlines đã bị tạm đình chỉ làm việc, các bạn, tạm đình chỉ vì có thử máu ra có cái chất ma túy, chơi ma túy. Thì anh này đây đó, là tên là Phạm Hà Duy, hình như Phạm Hà Duy, không biết tại ở đâu chơi cái chất đó ở đâu, thì đã biết, phát hiện ra được, cũng may là phát hiện nha các bạn. Chứ chơi ma túy mà lỡ như đang chở khách hàng hàng không, đang bay lẫn trển á, bị sanh ảo giác là thấy bà nữa, bị sanh ảo giác là chết. Biết bao nhiêu hành khách ở trong chiếc máy bay các bạn. Cho nên cái gì cũng vậy đó, mình phải nên cẩn thận. Mình khi mà mình là tài xế của một chiếc xe đi, những người ngồi trong xe này đây, họ đã đặt hết cái niềm tin vào người tài xế. Mình đi máy bay, họ hành khách đã đặt hết tất cả niềm tin tưởng, cái mạng sống mình luôn, vào người phi công. Mà bây giờ cái anh phi công này đây lại đi chơi xì ke, chơi ma túy, mà cũng là hãng Vietnam Airlines luôn. Như vậy thì có liên quan gì tới nhau không các bạn? Mấy cô tiếp viên vận chuyển 11kg ma túy về thì coi như là bị quan, bị người ta lợi dụng đem về, thì cái đó trên báo đăng vậy thôi. Còn cái sự thật như thế nào thì mọi người đều có cái suy nghĩ khác nhau, cái góc nhìn mình khác nhau. Rồi sau đó lại lòi ra thêm 65 người bị liên quan tới vụ 11kg nữa. Mấy người đó bị bắt nhưng mà không có biết tên tuổi những người đó là ai, không có thấy đăng, không thấy hình ảnh. Giờ thêm ngày hôm kia đã xuất hiện thêm một anh phi công chơi ma túy, cũng may là không cho lái đó các bạn, chứ chơi ma túy là lái là biết bao nhiêu sinh mạng ở trong máy bay các bạn, nguy hiểm lắm, nguy hiểm tàn canh luôn á, chứ không có đơn giản đâu, cực kỳ nguy hiểm. Thấy không? Cho nên cái gì cũng vậy, mình phải có cái tâm. Mình có cái tâm là mình ok à các bạn. Có cái tâm là mình ok liền. Nó rất là lợi hại cho cái tâm của mình á, là nó rất là lợi hại. Mình muốn nó tà thì nó tà, mình muốn nó chánh thì là nó chánh nè. Tâm tà, tâm chánh. Thấy không? Người ta nó gọi là cái gì chơn tâm và vọng tâm. Cái vọng tâm là tà, còn cái chơn tâm là chánh. Thì ngoài cái diện phát hiện những cô tiếp viên đó ra và cái anh này đây thử nghiệm ra chất ma túy như vậy, thì họ chơi từ, cái anh này là chơi từ đâu, từ Pháp hay từ này nọ, thì cái đó thì họ chưa có cho biết. Trên báo chỉ đăng rằng là xét nghiệm máu anh này ra là có chất ma túy thôi, và tạm đình chỉ anh ta không được làm phi công. Đó, chỉ có vậy thôi, đăng những cái gì đó thôi các bạn. Em chỉ thấy được, có đọc được cái gì đó thôi à. Mệt quá các bạn. Đừ á. Sáng giờ chưa ăn gì hết, ráng chở lên đón chị Kim. Chị Kim với chị Hương rồi đó. Về đây em kiếm dạng sáng rồi, đói quá rồi. Thì cái cuộc đời là nó là như vậy đó các bạn, nó vô thường, nó bất thường, cái gì nó cũng ấy hết, lạ lùng lắm. Nhắc tới mấy chiếc xe này nè các bạn, mấy ngày nay em thấy xe VinFast ở ngoài mấy lần rồi. Hôm qua em cũng thấy một chiếc màu xanh. Rồi hôm hồi nãy mới vừa trước khi lên freeway đó, em cũng thấy một chiếc màu xanh da trời, xanh đậm đó các bạn, dark blue á. Giờ hôm kia nữa thấy cái chiếc màu cam. Bây giờ ra đường thấy VinFast cũng hơi nhiều. Coi như Việt Nam chúng ta ở bên đây cũng ủng hộ VinFast ghê chứ. Mà trên xa lộ này nè thì chưa thấy. Xa lộ thì chưa thấy, mà thấy để chạy đường nhỏ không ạ. Hôm qua cái chiếc VinFast mà màu xanh á, đi em đi Costco em thấy. Không biết họ có tự động lái hay không, nhưng mà rất là ẩu, băng quẹo trái, xe kia lên. Đúng luật đó là mình phải nhường, mình quẹo trái là mình phải nhường xe chạy thẳng. Còn hôm qua chiếc VinFast nó đâm cái sẹt qua luôn, lợi hại quá, không biết có phải tự động lái hay không hay là người lái. Như nghe nói là VinFast có cái có chức năng tự động lái nữa các bạn, cho nên không biết được.
nếu như mà tự động lái mà có chiếc xe mà đâm thẳng đó gì đó thì nó rất là nguy hiểm. Còn nếu như người lái đó thì cái đó là cũng là rất là nguy hiểm. Nói chung đường nào cũng là nguy hiểm hết, không có nên làm như vậy. Mình chạy xe là mình phải chạy đúng luật, chứ không có nên là cái sẹt như vậy. Hôm qua cái camera em có lưu lại nhưng mà em chưa có lấy xuống. Cái camera lưu lại là cái xe kia, cái camera kia chưa có lấy xuống các bạn. Nguy hiểm lắm. Hơi mệt người, hơi đuối người rồi các bạn. Đuối rồi mệt nè, tùm lum thứ. Không biết lớn tuổi rồi mới có bệnh gì hay không nữa. Thì hôm nay thì em chia sẻ sơ sơ cái thông tin như vậy thôi cho các bạn. Chứ không có có nhiều tin tức, nhưng mà em phải coi là cái tờ báo. Em không nhớ rõ. Thì nói chung là những cái cuộc sống ở Mỹ này chơi súng là tự do quá, cho nên những cái chuyện mà nó hâm dọa xả súng á nó rất là nhiều, mà những xả súng trong khu trường học cũng rất là nhiều nữa đó. Bây giờ mình chia sẻ về cái tình hình mà ở bên Việt Nam qua nha các bạn. Thì ở bên Việt Nam qua đó là nếu như ai chưa có theo dõi á, thì không cần phải làm giấy hải quan nữa. Bây giờ là không có cái giấy hải quan nữa các bạn. Bây giờ là nó dẹp luôn cái giấy hải quan rồi, không cần phải điền giấy hải quan. Thì nhiều khi mà mình đi những cái mà xe lăn đó các bạn, thì mình phải chờ tới khúc chót họ mới đẩy mình ra. Và nhiều lúc xe lăn ra lâu lắm. Tại vì thứ nhất đó là có thể là hải quan nó đông. Cái thứ hai đó là thiếu người đẩy xe lăn, cho nên nó vắng. Đó, cho nên nó ra rất lâu chứ không phải vắng. Đuổi quá. Thì các bạn thấy đó, ai mà đi phi trường á, mình dùng những cái dịch vụ mà xe lăn á, thì ai bất cứ người nào cũng xin được hết, không những người trẻ người già, bất cứ ai cũng xin được hết. Mình thấy mình không khỏe trong người, mình thấy cái chân mình đi không nổi, mình cứ việc yêu cầu xe lăn, thấy không? Còn nếu như mình không biết chữ nghĩa tiếng Anh tiếng nọ tiếng cộ gì đó thì mình cũng yêu cầu chiếc xe lăn để cho có người họ đẩy mình, để mình đi tới chốn luôn các bạn, nó nhanh hơn. Cái dịch vụ xe lăn á là hoàn toàn miễn phí, không có lấy tiền nha các bạn. Còn mình có cho tiền những người mà đẩy mình hay không đó, thì cái đó là cái chuyện của mình. Cái chuyện của mình có cho hay không đó là chuyện của mình. Cái đó gọi là cái tiền tip thôi các bạn. Cái tiền tip đó, tức là tiền optional, là tiền tự nguyện, không có ép buộc. Cho nên cứ bất cứ cái dịch vụ gì ở đây cũng vậy, tiền tip là cái tiền optional. Nhưng mà mình đi ăn nhà hàng hay cái gì đó, mình cũng phải nên bỏ tiền tip là 15%, 18% hay là 20%, tùy theo mình thích mình cho. Đó, có vậy đó. Còn ở Mỹ này bất cứ dịch vụ gì cũng vậy, trừ khi mình đi ăn McDonald's self service. Thì McDonald's thì họ không có, mình không có để tip trên bàn và cũng không có cho tip. Có nhiều cái chỗ nhà hàng self service, tức là mình tự lựa ấy đó, là họ không có nhận tip của mình. Và có nhiều cái công ty hay nhà hàng gì đó, họ căn dặn nhân viên của họ là không được quyền lấy tip. Cho nên có nhiều cái chỗ mình đi đó, mình cho tip đó, họ không có lấy. Họ lấy là họ có thể là có khả năng họ bị đuổi việc đó. Còn bất cứ nhà ngoài ra những cái trường hợp đó thì chỗ nào họ cũng cho tip hết các bạn. Chỗ nào họ cũng có tip hết đó. Ngoài cái trường hợp đó ra là chỗ nào cũng có hết. Cái nhà hàng á, thì em hồi xưa em có làm được, để coi, một chỗ, hai chỗ, hình như có thể là ba cái nhà hàng, em nhớ không rõ, mà em nhớ chắc chắn là hai chỗ, hai nhà hàng có làm qua. Trời ơi, cứ mệt. Các bạn thông cảm nha, nó mệt. Hôm qua thì nói chung tối là cũng hơi thiếu ngủ, cho nên hơi bị say sẩm chút xíu, các bạn thông cảm. Thì đi làm nhà hàng á, lúc trước em đi làm nhà hàng á, thì những cái lương mà tiền tip á các bạn, thì chủ chia, ngoài chia cho nhân viên nhà phục vụ ra, còn chia luôn những cả người giữa chén, rồi những người bếp nữa các bạn, phải chia hết cho tất cả trong đó, cho nó đều. Thì ai cũng có một cái nhiệm vụ của mình hết á, cho nên họ phải chia đó các bạn. Cho nên nó vậy đó. Ây trời ơi, tự nhiên hôm nay nó bị cái gì đó, nó hơi mệt mỏi người dễ sợ các bạn. Mệt quá trời mệt. Để em nhớ em còn cái thông tin gì em muốn chia sẻ cho các bạn nữa không nha.
Nói chung thì tin tức thì nó cũng có nhiều lắm. Rồi có cái vụ gì về ông Donald Trump nữa đó mà em chưa có theo dõi, chưa có xem lại. Nào xem lại rồi mới chia sẻ cho các bạn được. Thì hôm nay coi như là mình tám cho vui ha. Tám cho vui, chưa có thời gian để mà làm cái video, cho nên hôm nay mình tám thôi. Thì nói chung là em cũng cảm ơn những người đã yêu thương em trong suốt thời gian qua, và đặc biệt nhất là có một số người đã ủng hộ cái quỹ Lộc Lê, cái quỹ Lộc Lê mẹ bán nhà đó. Cái quỹ đó là em lập ra cho hai đứa bé con của em. Ai yêu thương gia đình em thì họ tặng cho cái cho hai đứa bé đó các bạn đó. Thì một lần nữa, nếu như ai yêu thương Lộc Lê, yêu thương hai đứa bé cũng như gia đình của em, bé nhỏ của em, nhỏ bé gì đó, thì muốn cho chút quà thì hãy gieo cho số 657 739 7979. Thì cái đó là cái quỹ riêng cho gia đình của em, riêng cho hai đứa bé của em, chứ không có kêu gọi từ thiện cho những người khác. Thì lâu lâu thì em sẽ trích ra số tiền để mà tặng lại cho những người vô gia cư, hay là mua gì đó mình phát cho vô cư. Nhưng mà hổm giờ bận quá, chưa có làm cái việc đó nữa các bạn. Hổm giờ em chưa làm thực hiện được cái việc đó, thì sẽ có ngày em sẽ thực hiện thôi. Đó, hôm nay là ngày thứ bảy rồi, thấy không? Thời gian trôi mau lắm, nên mình không biết được những cái chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra. Cuộc đời nó vô thường mà, nên mình không biết được cái chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra. Nên mình sống được cái ngày nào vui vẻ thì mình cứ sống, phải không? Đời này nó vô thường lắm. Khi mà nhắc tới những cái chữ vô thường, có nhiều người ta chưa có ngộ ra được. Con người chúng ta chỉ có, bất cứ ai cũng vậy, cây cỏ hay gì cũng vậy, chỉ có một lần để sống thôi. Chỉ có một lần để sống thôi. Nhưng mà cái cây á, nó được một cái, mình chặt nó rồi, nó có thể mọc lên cái cây, cái lá hay là cái cành nho nhỏ gì trong cái thân cây, cái gốc cây đó. Nhưng con người của chúng ta khi mà mất rồi, không có gì để mọc nữa hết, trừ khi nó sanh ra mấy con dồi. Sanh ra mấy con dồi để ăn cái thân thể mình đó các bạn. Mình chết mà mình chôn thì sanh ra rồi, còn mình thiêu thì nó đâu có gì để sanh, thấy không? Kinh khủng lắm. Cho nên chúng ta đó, hãy yêu thương nhau khi ta còn có thể. Đừng để mai này trễ rồi mới nói lời yêu thương nha, thấy không các bạn? Để em coi còn cái gì trên phi trường mà muốn chia sẻ các bạn không. Thì hôm giờ cũng chia sẻ cũng nhiều phi trường. Thì nói chung ai đi bữa tối đó thì nhớ đi sớm, tại bữa tối lúc nào nó cũng đông hết, đông xe hết các bạn. Các bạn thông cảm nha, hôm nay em hơi mệt, em cũng hơi xàm xí, thấy không? Em có đọc cái bình luận, nhắc tới chữ sầm sĩ, em có đọc cái bình luận như thế này nè. Là có một chị nào đó bình luận vào, em ông không nhớ rõ tên, nói rằng á, thấy em nghe ca, thấy em hát giọng ca cổ đó, muốn sặc cơm ra ngoài luôn. Ca cổ hay nhất quả đất, tức là chê em tệ đó. Nhưng mà em vẫn cười, em cười dữ lắm, cười khắc 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 khắc, có người chê. Mà phải rồi, mình ca dở mình chịu chấp nhận. Bây giờ ca tiếp nha. Nhưng mà không có hứng ca. Khi nào có hứng rồi mới không có ca được. Để coi không biết cả gì luôn, phải có hứng. Bây giờ không có hứng các bạn. Cái bài mà em ca hay á, là có cái bài Xót Xa Lại Nhớ Người Yêu. Vì sao tôi nhớ em thế này, bây giờ hết giọng ca rồi, giờ đây không hứng để ca. Cuộc đời mai sao, người ta sống trong sang giàu. Nhắc tới sống trong sang giàu, hey, hồi nãy đang ca giữa chừng nó hay ghê luôn, lộn chuẩn bị hay ghê luôn á, nhưng nhập tâm ghê luôn á, nhưng mà cái máy nó nóng quá tắt. Các bạn thấy không, cái máy nó bán rẻ em ghê lắm. Giống như kỳ rồi anh Kim Tiểu Long cũng vậy, đang hát giữa chừng hay dễ sợ, cái bắt đầu cái máy nó nóng quá nó tắt. Các bạn thấy chưa? Nói chung thì cuộc đời nó vô thường lắm các bạn. Hãy sống, hãy yêu thương nhau khi ta còn có thể nha. Bây giờ thì em cũng đã tới sắp sửa vô phi trường rồi. Thôi em cũng xin làm ngắn gọn cái video này thôi, chia sẻ cho các bạn chỉ đôi lời vậy thôi. Thì chúc các bạn một ngày vui vẻ. Và ngày thứ bảy bên Mỹ thật là nồng ấm bên gia đình, còn ngày Chủ nhật ở bên Việt Nam cũng là nồng ấm bên gia đình. Em hơi đuối rồi, bây giờ vô đón chị Kim, chị Hương, gia đình của chị Cương, chị Hiêm, chị gia đình của chị Kim và chị Hương.
rồi đi xuống quận Cam để coi có ăn cái gì hay không. Nhưng mà em đói quá rồi. À, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Nếu có yêu thương em nhớ bấm like, bấm share và đăng ký để cho đăng ký để ủng hộ em luôn nha các bạn. Khi mà đang bấm cái chuông đăng ký đó, nhớ khi bấm đăng ký nhớ bấm cái chuông nha các bạn để nhận những thông tin mới nhất của em nha. Tham xin hẹn các bạn vào video kế tiếp. Bye bye.